Những ngày qua, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh đã có quyết định áp dụng tinh thần chỉ thị 15 trên địa bàn toàn tỉnh và thực hiện chỉ thị 16 ở một số địa phương có nguy cơ cao kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2021 nhằm khống chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, hiện nay cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đang tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng chống dịch. Và thời điểm này, việc nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp trong việc chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh là yếu tố quyết định khống chế dịch thành công. Ghi nhận tại thành phố Tây Ninh, địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò trách nhiệm của từng phường, xã trong tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 4 cho biết, thời gian qua, phường triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch tại địa phương. Tổ kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 của phường thường xuyên ra quân, kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Ngay khi nhận được chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần chỉ thị 15 trên địa bàn tỉnh, tối 14 tháng 7, phường 4 đã ra quân triển khai tinh thần chỉ thị đến một số cơ sở kinh doanh. Sáng 15 tháng 7, tổ kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 của phường tiếp tục đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh, thông báo khuyến cáo các cơ sở bán mang về, cũng như cho các cơ sở ký cam kết chấp hành quy định phòng chống dịch. Thì khi nhận được công văn 2322 của tỉnh, thì phường chỉ đạo cho tổ phòng chống dịch COVID bắt đầu ra quân thì phát công văn cho các cơ sở ăn uống trên địa bàn và cũng đồng thời đi kiểm tra các cơ sở mà tạm dừng hoạt động. Thì trong đó thì tối ngày 14 tháng 7 thì vừa có văn bản chỉ đạo thì phường cũng đã ra quân kịp thời để đi triển khai đến một số cơ sở. Sáng nay thì tổ tiếp tục ra quân để gửi văn bản 2322 của tỉnh đến cho các cơ sở nắm và thực hiện đúng theo cái tinh thần của công văn 2322 của tỉnh. Qua kiểm tra, các cơ sở trên địa bàn phường nhận thức rõ nguy cơ tác hại của dịch bệnh, đã nêu cao ý thức tự giác, chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch. Khi mà mình tự ý thức được rằng là cái bệnh dịch nó diễn biến phức tạp và nguy hiểm tới cộng đồng, thì mình đã thực hiện theo chỉ thị 15 và tổ chức bán mang đi để tiếp tục duy trì cái công việc của mình. Mình cũng mong muốn các hộ kinh doanh khác giống như mình đây chấp hành các quy định và nghị định của chính quyền để cho cái phòng chống dịch tốt hơn và đẩy lùi cái nạn dịch COVID này. Bên cạnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác phòng chống dịch, phường 4 cũng đã triển khai và phát huy hiệu quả các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng. Các tổ được thành lập với lực lượng nòng cốt là các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể ở khu phố. Các thành viên trong tổ luôn tích cực, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, giám sát, phát hiện, báo cáo ngay những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 tại từng hộ gia đình, các trường hợp người dân đi từ các tỉnh thành khác về địa phương, nhất là các vùng dịch trở về địa phương. Thì vấn đề những người mà từ những tỉnh thành khác về á, thì đã thông báo kịp thời, thì bản thân tôi khi nghe tin thì tức tốc đến nhà để giúp họ khai báo y tế kịp thời, đồng thời động viên họ để cũng như gia đình, để con em mình đến khai báo. Mình cũng tự hào là mình được một đóng góp một phần công sức nhỏ của mình để trong công tác ngăn ngừa dịch bệnh nó không xảy ra lan tràn. Đó thì bản thân tôi cũng tự hào được đóng góp trong cái tổ phòng chống dịch. Nói chung là trong cái tổ rất là tích cực hoạt động để mà vận động kịp thời bà con, đồng thời là ra sức tuyên truyền để mà bà con nắm, để mà không có cái tình hình coi như chao đảo tư tưởng, an tâm trong cái công tác phòng chống dịch. Khi địa phương đến tuyên truyền vận động phòng chống dịch á, thì mình chấp hành con mình về là cho ở riêng một phòng, nó là một phòng đó là nguyên cái nhà luôn. Nó tới giờ ăn giờ uống đó mình điện con mình đưa vô chứ không có được tiếp xúc. Đảm bảo là dịch COVID này là mình chấp hành cho con mình nghiêm chỉnh đàng hoàng, chứ không có phải là thả nó cho nó đi đâu hết. Ở trong nhà muốn ăn gì phải điện nó, chứ không có phải mà tự ý ra.
Qua hoạt động của các tổ giám sát COVID cộng đồng, góp phần cùng với chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong truy vết, giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp nghi mắc bệnh, trường hợp từ vùng dịch trở về, đảm bảo cho việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Từ khi thành lập 6 tổ COVID cộng đồng trên địa bàn phường, thì các thành viên trong tổ COVID cộng đồng của 6 khu phố thì các cô chú thì tham gia rất là nhiệt tình và cũng thực hiện rất tốt. Khi mà có những trường hợp mà từ các vùng dịch hoặc là các tỉnh khác về thì các cô chú cũng nhiệt tình đến vận động nhắc nhở họ đến khai báo y tế, thì tổ hoạt động rất là hiệu quả. Tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm chống dịch cao nhất của cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, dịch bệnh sớm sẽ được kiềm chế và đẩy lùi.